Trong chương trình khuyến mại lần này, đến ngày 31 tháng 3, các bạn sẽ nhận được 50% tiền mua hàng, thanh toán tiền quay lại và tối đa là 3 cent. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh 333 Vinox. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đăng ký MDP để các bạn mua hàng ở trên các siêu thị, các quán ăn hay là ở combini. Ở rất nhiều các cửa hàng đều thanh toán, người ta hỗ trợ cái thanh toán MDP này, ưu đãi. Thì các bạn vào phần MediCard, sau đó các bạn bấm vào MDP này ở phần dưới màn hình ấy, Honin các Clean. Ok, tiếp theo cái này các bạn cần chuẩn bị cái một cái thẻ ngoại kiều hoặc là cái bằng lái xe của các bạn. Đây, mình sẽ đăng ký bằng thẻ ngoại kiều. Các bạn chọn vào phần giai điệu cao độ. Đây là các bước. Các bước ở đây các bạn chụp và vừa có cả mặt và vừa có cả cái thẻ đó. Các bạn phải chụp làm 3 lần. Các bạn đồng ý stay này, chữ ghi ế này, thì các bạn bấm vào cái nút đỏ này. Đấy, để tiến hành. Cây có 1, 2, 3, 3 bước, ba cái chụp. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chụp như thế nào. Sau đó là các bạn nhập cái thông tin, địa chỉ, tên tuổi của các bạn, số điện thoại của các bạn vào. Đó. Và phần cài đặt cái MDP cái mã số của thanh toán này để các bạn thanh toán. Các bạn vào đôi stage chữ ghế đây. Các bạn phải lưu ý trong khi chụp ảnh các bạn có thể quay ngang quay dọc. Cái này chụp ảnh đây, các bạn chụp ảnh đây, các bạn đưa thẻ mặt, các bạn quay sang trái, quay sang phải một chút chứ không phải giữ nguyên để nó xác nhận. Mà này làm khá là có. Tiếp theo là hai cái phần ô kia các bạn tích vào đó, có nghĩa là những cái chữ ở trên cái thẻ ngoại kiều của mình đọc được hay không, các bạn xác nhận vào đó. Tiếp theo là các bạn đến chụp cái mặt sau của cái thẻ ngoại kiều. Đây, chụp cái mặt sau của thẻ ngoại kiều đó. Sau là các bạn cũng đánh dấu vào hai cái phần đấy, tích là đọc được những cái chữ ở kia, chữ này không bị rung đó. Sau đó các bạn bấm vào nút đỏ bên tay phải đó. Nếu mà các bạn mà cảm thấy mờ thì các bạn bấm bên tay trái để chụp lại. Đây, bước 3, cái 3 này là các bạn cầm cái thẻ để chụp cái cạnh của cái thẻ ngoại kiều. Bọn này khó khăn lắm. Đây, vừa quay ngang quay ngửa để rồi đó là các bạn chụp cái để làm sao cho người ta nhìn thấy cái thẻ cạnh của cái thẻ ngoại kiều. Có khi nó xác nhận tự động, các bạn bấm vào xác nhận đó, sau đó các bạn bấm vào chữ ghi ế. Nếu mà chưa được thì các bạn chụp lại. Tiếp theo là các bạn nhập cái thông tin của các bạn vào. Những các bạn có đã đăng ký cái MDP rồi thì cái MDCard rồi thì cái này các bạn vẫn phải đăng ký cái này nữa, cái này nó là MDP. Bọn này trên là các bạn viết tên vào, tên họ, dưới là các bạn viết tên vào. Tiếp theo là cái phần này các bạn ghi chữ katakana, ví dụ như cái chữ của mình Nguyễn Văn này thì không cần ghi dấu cách để sau này có thể các bạn làm vào cái ngân hàng. Tiếp theo giới tính và chọn năm sinh tháng ngày. Sau đó thì các bạn chọn cái số điện thoại của các bạn, các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn vào. Và tiếp theo là cái nghề nghiệp của các bạn chọn nghề nghiệp là gì, khai sinh in hay là gì đó. Tiếp theo là cái phần địa chỉ, ban đầu bên trên này các bạn nhập cái mã bưu điện của các bạn vào, xong là nó sẽ tự hiện lên
Tiếp theo ở cái phần ban chi này thì các bạn đánh tiếp cái địa chỉ, cái mã số của các bạn vào. Nếu mà không có mã số thì các bạn bỏ đi. Khi là mưa mưa ban chi. Tiếp theo là phần dưới là cái tên của cái tòa nhà của các bạn, số phòng. Và các bạn xác nhận được đó. Tiếp theo. Cái này là các bạn ở cái phần này. Đây là địa chỉ của các bạn. Các bạn đã xác nhận là cái địa chỉ này có cùng với cái thẻ ngoại kiều của các bạn hay không. Đây. Nếu mà các bạn không bấm vào đây nó sẽ bị lỗi. Nên là các bạn phải chọn là cùng với địa chỉ của các bạn. Nếu mà không cùng với cái địa chỉ thì lúc đó các bạn lại bấm vào cái phần không cùng địa chỉ kia. Tiếp theo. Đấy. Các bạn cái với cái nội dung này thì các bạn đồng ý. Bấm một nút đỏ đấy. Bấm OK các bạn. Rồi là các bạn nhập cái mã số của cái MDP của các bạn. Các bạn cài đặt cái mã MDP. Các bạn chưa có thì các bạn là cài đặt cái mã MDP này vào. Cài đặt làm 2 lần. Đó. Như vậy là các bạn đã đăng ký được, đã đăng ký thành công. Cái này người ta còn xác nhận trong vòng 1 đến 2 ngày thì người ta mới có kết quả. Khi có kết quả thì người ta sẽ báo lại cho các bạn là các bạn đã đăng ký thành công. Trả gì như thế nào? Các bạn đến cái cây ATM của 7-Eleven đấy. Đây. Ở bên góc bên trên cùng bên tay trái. Này. Cái smartphone này, đế này, no Torihiki này, các bạn bấm vào đó. Nó sẽ hiện lên một cái mã cô độ. Thì lúc đó các bạn vào cái điện thoại của các bạn. Xong các bạn bấm vào cái phần Chaji. Vào cái phần Chaji xong là lựa chọn vào cái phần Chaji ở trên 7-ATM. Xong đó là các bạn chụp cái mã cô độ này vào. Khi đó nó sẽ hiện lên một cái mã số. Mã số ví dụ như là 8423. Đó. Thì đó là các bạn nhập cái mã số đó vào đây. Thì nó sẽ hiện lên một cái thông tin này là bây giờ các bạn có thể là nạp tiền được vào từ 1 sen cho đến 9 sen. 10 man không được. Ở đây nó chỉ giới hạn mức nạp tối đa là đến 9 man 9 thôi. Các bạn cho tiền vào cái khe khai tiền này. Sau đó các bạn xác nhận cái số tiền là các bạn nạp vào tiền là bao nhiêu. Đó. Các bạn bấm ở bên trên hay bên dưới có cần cái receipt tội không? Hitsuyo thì bấm vào phần Hitsuyo bên trên. Còn Fuyo thì bấm vào phía dưới. Nó sẽ ra cái receipt tội cho các bạn. Xác nhận là các bạn đã nạp tiền vào cái MDP này. Bao nhiêu tiền? Các bạn có thể nạp tiền bằng cách Ginko Chaji. Các bạn bấm vào đây, Ginko Chaji này. Xong này, Ginko no Koza no Toruku sư tự này. Đó. Xong là qua các bước như thế này. Các bạn nhập thông tin vào, tên tuổi. Tên tuổi vào, đó. Xong là các bạn nhập cái mã số bảo mật vào, Atarashi. Đó, xong các bạn nhập những cái thông tin của Ginko Koza vào. Xong là sau khi thành công thì các bạn bấm vào phần Chaji này. Chaji bao nhiêu tiền đó thì các bạn Chaji vào. Đó. Về cái chương trình giảm 50% này thì nó có một số cái lưu ý. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đối với đến ngày 21 tháng 3 thì được giảm giá, được bách cự nạn 50% này, Gojip Pasinto Pointo Can Gen Chiu này. Đối với những bạn nào mà chưa đủ 18 tuổi thì luôn luôn sẽ chỉ là 20% thôi. Đó, tự như là Matsumoto Kiyoshi này, Kusuri này, Sugi này, Yaku này. Hay là ở đây, đây các bạn tham khảo đây, Tomot. Đó,
đến ngày 31 tháng 3 thì ở những cái khoán khoán này nó sẽ bách cự lại cho các bạn là 50% khi các bạn thanh toán ở trên đấy. Ngày hôm sau nó sẽ bách cự, nhưng mà một lần thì tối đa chỉ được tới 500 yên bôn tội rồi bách lại thôi. Các bạn dù các bạn có thanh toán là một man một lần đi chăng nữa thì cũng tối đa cũng chỉ đến 500 yên một lần thôi đấy, chứ không thể nào mà 50% được, hoặc là một lần mà được tối đa là nhận được 3 sen yên đâu, không được. Ở Insokuten, những quán ăn Yoshinoya, Machiya, Sugiya, rất là nhiều quán ăn này, đến ngày 28 tháng 3 và các bạn có thể có cái chương trình ở khuyến mại đến ngày 28 tháng 3, tối đa một lần là 500 yên đó, tối đa một lần là 500 yên. Cả cái quá trình của đợt khuyến mại lần này sẽ là 3 sen yên. Ok, ở con mini thì từ 7 giờ sáng tới 13 giờ luôn luôn là 20% bôn tộ can gần chiêu phê mini mắc tộ 7-11 lotion, những con mini đó. Đây cách các bạn thanh toán thì các bạn bấm vào này ID kết tê đế Seattle, hay là nếu mà không thanh toán được bên này thì các bạn bấm vào bên cô độ kết sai đế Seattle đó, sau đó các bạn đưa cho nhân viên người ta scan vào đó. Tất nhiên là các bạn phải có tiền ở trong cái tài khoản MetaP nhé, không có tiền thì không thanh toán được. Sau đó đến ngày hôm sau, trong vòng ngày hôm sau thì cái bôn tộ nó sẽ bắt cự này cho các bạn, nó sẽ quay trở lại tiền cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo hay hơn. Xin chào.